Minh Quang rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Luật đời vay trả, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh SBS Việt VTC9. Thưa quý vị, trước đây chương trình Luật đời vay trả đã từng đề cập đến thực trạng chế biến, buôn bán vận chuyển thực phẩm lậu không đảm bảo an toàn vệ sinh, gây nỗi kinh hoàng cho dư luận. Và trong thời gian gần đây, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp và có thêm nhiều đối tượng vi phạm đã bị phát hiện, chịu các hình thức xử lý nghiêm minh của pháp luật. Thực trạng buôn bán vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc gần đây diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi những câu chuyện sau đây. Nạn chế biến vận chuyển thực phẩm lậu, trong đó đặc biệt là gia súc gia cầm cùng phụ phẩm, mang đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, bùng phát và lây lan dịch cúm gia cầm, dịch heo tai xanh v.v., làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế. Hiện nay, đối với chủ các cơ sở chế biến, buôn bán gia súc gia cầm hoặc các chủ phương tiện vận chuyển, nếu không xuất trình được giấy kiểm dịch chứng minh nguồn gốc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm pháp luật, phạt tiền và tịch thu hàng hóa, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm. Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu được, có rất nhiều đối tượng sẵn sàng vi phạm quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bất chấp ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nhiều người, sẵn sàng tiếp tay để thực phẩm bẩn, hôi thối tràn vào thị trường. Vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2012, Trạm Kiểm dịch Động vật Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một chiếc xe tải chở 13 tấn phụ phẩm từ gia súc gia cầm không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đang bốc mùi hôi thối. Chiếc xe tải vi phạm mang biển kiểm soát 15C02489 do tài xế Trần Văn Chính, 29 tuổi, thường trú tại Nam Định điều khiển. Trần Văn Chính khai nhận đang vận chuyển số hàng lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bị đội kiểm tra liên ngành phát hiện và bắt giữ. Tất cả lô hàng này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y. Toàn bộ số phụ phẩm từ gia súc gia cầm bao gồm 3 tấn vú heo đựng trong 46 thùng xốp và 10 tấn chân gà đựng trong hàng trăm thùng giấy nhỏ. Trong đó một số thùng xốp đựng vú heo đã xuất hiện dòi bọ và 10 tấn chân gà đã bắt đầu chuyển sang màu sẫm. Theo thông tin từ bà Đặng Thị Tuyết, trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, thì tài xế chuyến xe này đang vận chuyển số lượng hàng hóa trên từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế khai nhận không biết người nhận hàng là ai, chỉ biết khi chở vào đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người nhận hàng. Khi cho chiếc xe kiểm tra, chúng tôi phát hiện trong xe có chứa chân gà và nằm sữa, tổng lượng là 13.790 kg. Xe này là xe chuyên dùng, khi vận chuyển là không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm và không rõ nguồn gốc, chạy hướng Bắc Nam. Tải trọng của xe là 8.500 kg, khi phát hiện ra là chở 13.790 kg, tức là vượt quá tải trọng cho phép. Đây là vụ việc phát hiện từ lớn nhất từ trước đến nay mà trạm chúng tôi đã xử lý. Vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2012, Trạm Kiểm dịch Động vật quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 xe tải chở 800 con gia cầm và hơn 97.000 quả trứng. Tất cả số gia cầm và trứng trên đều không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y. Vào khoảng 2 giờ sáng trên tuyến quốc lộ 1A quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe tải do tài xế Phan Văn Quý, 59 tuổi, quê Vĩnh Long, điều khiển chở 159.500 quả trứng của chủ hàng là bà Tạ Lê Thúy Diễm, 39 tuổi, quê Sóc Trăng, đi từ Sóc Trăng về thành phố Hồ Chí Minh. Số hàng trên xe bao gồm 91.600 trứng vịt tươi, 60.000 trứng vịt lộn, 3.900 trứng vịt muối, 4.000 trứng vịt bắc thảo. Tuy nhiên có đến 97.500 quả trứng các loại không có giấy kiểm dịch. Khoảng 30 phút sau, đội kiểm tra liên ngành tiếp tục phát hiện hai chiếc xe tải chở gia cầm đang cố ý trốn tránh trạm kiểm dịch. Chiếc xe tải thứ nhất do tài xế Trương Văn Dũng, 41 tuổi, quê Trà Vinh, chở 534 con gà của chủ hàng là ông Thạch Quốc Tài, 30 tuổi, quê Trà Vinh, đi từ Sóc Trăng về thành phố Hồ Chí Minh. Số gà trên được đựng trong 34 lồng sắt không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y. Chiếc xe tải tiếp theo do tài xế Ngô Tấn Phúc, 30 tuổi, quê Bến Tre,
chở 379 con gà của chủ hàng là bà Lê Thị Hồng, quê Bến Tre, cũng cố ý trốn tránh trạm kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y và vận chuyển không đúng số lượng đăng ký. Trước đó cũng tại trạm kiểm dịch quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 4 tháng 4 năm 2012, đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 54X3764 do tài xế Lê Tiến Dũng, sinh năm 1971, chở 28.200 quả trứng gà từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh không có giấy kiểm dịch. Theo cơ quan điều tra, Lê Tiến Dũng đã có ý định trốn tránh trạm kiểm dịch khi cho xe rẽ vào hướng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chủ của số trứng gà nói trên là bà Trịnh Thị Thông, sinh năm 1952, thường trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bà Thông khai nhận đã mua số trứng này từ một trang trại ở Đồng Nai. Chủ trang trại trên đã không cung cấp giấy kiểm dịch cho bà. Nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng còn dùng cả xe khách để vận chuyển gia súc gia cầm cùng phụ phẩm lậu. 6/14/3 thì chúng tôi phát hiện là 6 xe khách 60S9770 vận chuyển 2.940 kg thịt gà làm sẵn, là không đủ chất lượng. Sáng ngày 6/3 phát hiện tiếp xe khách 60M2907 vận chuyển 3.300 kg phụ phẩm bò. Cũng không đạt tiêu chuẩn, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Hai vụ việc này cũng là phát hiện lớn nhất từ 2012 tới nay. Sau đó không lâu, vào cuối tháng 3 năm 2012, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và công an giao thông Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp bắt giữ chiếc xe khách Quang Bính chạy tuyến Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Tạ Duy Phan, sinh năm 1975, quê quán Thái Bình điều khiển, mang theo 43 con heo sữa, 18 con heo quay, gần 500 kg thịt heo nái thui đựng trong 10 thùng xốp. Tất cả số lượng thịt heo trên đều không có giấy kiểm dịch đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Theo cơ quan điều tra, Tạ Duy Phan khai nhận đã được một chủ hàng ở tỉnh Bình Định nhờ vận chuyển vào ngã ba 621, nơi giáp ranh giữa phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó 30 phút, đội kiểm tra liên ngành tiếp tục phát hiện một chiếc xe tải chở 1.400 con gà đi từ Đồng Nai lên Bình Dương. Số lượng gà trên cũng không có giấy kiểm dịch đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đội kiểm tra liên ngành cũng đã phát hiện thêm 2 chiếc xe gắn máy chở 18 con vịt xiêm, 16 con gà ác, 55 con vịt con và 66 con gà con chưa qua kiểm dịch. Cái tiểu xảo mà những cái đối tượng mà vi phạm á, người ta thường sử dụng để là khi mà kiểm tra không phải cái ngành chức năng của chúng tôi mà là cảnh sát giao thông hoặc là quản lý thị trường kiểm tra thì sẽ không biết cái đó là động vật, sản phẩm động vật vi phạm. Ví dụ như là những cái thùng xốp bình thường á, thì khi mà những năm trước đây á, năm 2010-2011 thì những thùng xốp đi trên xe khách á, thì là cứ để thẳng ra đó, xong rồi dùng cái dây, cái băng keo quấn lại thôi, xong để trực tiếp lên thùng. Nhưng hiện nay là những cái thùng xốp đó có thể là bao gói bên ngoài, rằng là cái túi vải hoặc là những cái bao BB, bao tải. Để khi mà kiểm tra đó thì các đối tượng nói rằng là trong đây đựng cá biển, hoặc là trong cái túi này là đựng những cái sản phẩm khác như là vải vóc, quần áo hoặc là vật dụng, gia dụng khác. Đó là một cái. Thứ hai nữa, thậm chí có những cái đối với những cái đối tượng mà vận chuyển trên những cái xe Honda mà có thể lên tới là 300 kg một xe đó, thì người ta không dùng bằng cái vỏ nhựa có hai quai như những người đi chợ ngày xưa nữa, mà có thể dùng cái túi du lịch hoặc là dùng cái túi của metro. Đó là nhìn ngoài thì mình cứ tưởng rằng là những cái đối tượng này là đi ra sân bay hoặc là thậm chí dùng vali, nhưng khi mở những cái đó ra thì trong đó toàn là thịt heo, thịt bò hoặc là gà. Cũng có thể là người ta sẽ vận chuyển là những cái hàng đó trong những cái gọi là những cái xe mà xe lôi, xe kéo, có những cái xe ba gác đó, thì để ở ngoài là rau cải. Vâng, thưa quý vị, vì lợi nhuận cao, nhiều kẻ đã bất chấp pháp luật, sức khỏe của cộng đồng để buôn bán vận chuyển các loại gia súc, gia cầm cũng như thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh.
để dễ bề hoạt động, không biết đối tượng còn sử dụng các xe khách để vận chuyển thực phẩm lậu. Những đối tượng này phải trả giá như thế nào khi bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình sau ít phút quảng cáo. Tất cả số lượng gia súc gia cầm lậu khi bị phát hiện đều sẽ bị tịch thu, tiêu hủy để hạn chế thấp nhất nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh từ gia súc gia cầm. Đối với những trường hợp không đảm bảo vệ sinh thú y đối với lô hàng và cái sản phẩm kinh doanh đó, không giấy chứng nhận kiểm dịch, bốc mùi, có biến chất không thể dùng làm thực phẩm thì tất cả những trường hợp đó là phải buộc tiêu hủy. Cái số tiền mà phải là khắc phục hậu quả, tức là phải đóng cái phí tiêu hủy cái động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo nguồn gốc, không có đủ điều kiện vệ sinh thú y để đưa ra tiêu thụ thì cái số tiền đó là cũng khá lớn. Ví dụ như trường hợp mà 3.300 kg sản phẩm lòng bò mà không đảm bảo cái tiêu chuẩn đưa ra kinh doanh mà đi bằng xe tải, bỏ trong bao tải rồi gửi vào xe khách để gửi về miền Tây vừa rồi đó, thì chúng tôi là buộc chủ hàng phải đóng cái tiền tiêu hủy đến là gần 20 triệu đồng. Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1 năm 2012, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêu hủy gần 1 tấn thịt gia súc gia cầm giết mổ lậu. Số hàng hóa trên bao gồm thịt bò, lòng gà, chim cút, thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối với các chủ xe khách dùng xe của mình để vận chuyển thực phẩm bẩn, hôi thối, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, ngoài việc bị xử phạt thật nặng, thì hành khách cũng sẽ tẩy chay các đơn vị này vì hành vi coi thường sức khỏe và nhân mạng con người. Ngày 26 tháng 4 năm 2012, Trung tá Đoàn Minh Sơn, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an quận Tân Phú cho biết, chủ xe khách Cẩm Vân bị phạt hành chính vì đã vận chuyển thực phẩm hôi thối với số lượng lớn từ thành phố Hồ Chí Minh đi địa phương khác. 2 tấn hàng hóa bị tịch thu đem đi tiêu hủy. Trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2012, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm quận Tân Phú đã phát hiện 2 xe khách vận chuyển khoảng 2 tấn thịt heo sữa và da heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 2 chiếc xe khách trên đang vào bãi đậu xe tại địa chỉ số 49 đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt quả tang. 2 chuyến xe khách này đều thuộc sở hữu của hãng xe Cẩm Vân chạy tuyến Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm bị điều tra, cơ quan chức năng phát hiện có đến 2 tấn thịt heo sữa con và da heo đều đã bốc mùi hôi thối. Việc đem toàn bộ số lượng hàng hóa không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm đi tiêu hủy là hoàn toàn đúng với quy trình được Bộ Y tế khuyến cáo. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng để giải cứu số lượng hàng hóa đang được tiêu hủy. Và hành vi xem thường pháp luật này đã bị trừng trị thích đáng. Ngày 19 tháng 4 năm 2012, đội quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng trạm thú y thành phố Biên Hòa đã tiến hành bắt giữ và tiêu hủy 2,2 tấn thịt bò, thịt trâu không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Số hàng hóa này do tài xế Nguyễn Văn Hoàng, 27 tuổi, quê Thái Bình, chở từ Hà Nội vào thành phố Biên Hòa. Ngay sau khi cơ quan chức năng rời khỏi hiện trường, Nguyễn Văn Hoàng đã huy động thêm một số người khác tiến hành dập lửa để giải cứu số hàng hóa trên. Sau đó, Hoàng đã nhanh chóng lái xe đem toàn bộ số thực phẩm thối về kho lạnh của một doanh nghiệp ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp trên do ông Nguyễn Việt Hương, 40 tuổi, quê quán Hà Nội quản lý. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã không qua mặt được các cơ quan chức năng. Ngày 20 tháng 4 năm 2012, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Công an tỉnh Bình Dương đã tịch thu lại 2,2 tấn thịt trâu bò trên. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện thêm hơn 6 tấn thịt thối
trong đó có đến hơn 5 tấn nội tạng đã được sơ chế để xuất đi Hà Nội, Lạng Sơn. Toàn bộ số thịt thối này sẽ bị tiêu hủy với chi phí 2.500 đồng 1 kg và do ông Hương chi trả. Đoàn kiểm tra liên ngành cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An xử phạt hành chính đối với cơ sở của ông Hương. Do đây là hành vi vi phạm pháp luật được tính toán kỹ càng, nên Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết sẽ có mức xử phạt thật nặng. Có nhiều trường hợp, số lượng gia súc gia cầm và phụ phẩm lậu đã qua mặt được các trạm kiểm dịch đi vào thành phố đến các cơ sở chế biến. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, việc bị tịch thu hàng hóa để tiêu hủy là điều không tránh khỏi. Ngoài ra, chủ cơ sở chế biến còn bị phạt hành chính và có thể bị tước giấy phép hoạt động kinh doanh. Một trong những sự việc đáng chú ý là tiêu hủy gần 8 tấn ruột heo không rõ nguồn gốc tại nhà máy chế biến thủy sản Hà Long ở đường CN12, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 3 năm 2012. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm và môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh BC49 đã thanh tra đột xuất nhà máy chế biến trên. Qua kiểm tra, BC49 đã phát hiện nơi đây đang sơ chế, lưu trữ 7 tấn ruột heo nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. Ông Nguyễn Trung Nam, người sử dụng mặt bằng này khai rằng ông chỉ sơ chế gia công cho khách hàng và nguyên liệu do khách hàng thu mua đưa từ nơi khác đến. Trung tá Lê Văn Vũ, Phó đội trưởng đội 2 BC49 cho biết sẽ tiêu hủy ngay số ruột heo trên vì chúng đã bốc mùi hôi thối. Ngoài các trạm kiểm dịch ở thành phố lớn,